Xin chào các bạn. Đang ráp mấy con diều, chiều nay đang ráp tại trên cây cầu nhá. Cây cầu này giáp ba quận. Chơi hàng bình dân thôi thì kéo trời rông. Nay đang chơi con này tầm 3 mét thôi. 3 mét hả? Ông ăn. Con này 3m2, chơi sáo nhỏ nhỏ thôi. Chiều nay mới mưa xong thì cho nên là cũng gió trên có một con diều mồi lên rồi. Giờ đang chờ anh em lên thêm mấy con ở hiện tại giờ chúng ta đang có 1 2 3 4 con ở đang dưới bãi với một con trên là 5 con. Mình đang review cái cảnh ra bãi diều nha. Đang ráp con 3m2 đây. Đây sáo của con mà. Đây ống sáo của con 3m2 đây. Bé tí con đấy. 2 3 4 5 6 7 8 9. Hello. Con này của cái diều này nhá. Chuẩn bị ráp diều đấy, có bật đèn đây rồi. Nay trời ít gió đem con nhỏ ra thôi, nay thứ bảy mà không ráp trong dự còn chờ gì nữa. Thằng nào ráp để đấy chứ. Ở bên này chúng ta đang có thêm một con nữa này. Ráp bên kia xa kia có thêm một rồi. Ở xa đây có thêm một con nữa là 3 con, với trên xe đây một con nữa là 4 con này. Ráp đi, ráp đại đi, làm dù mồi đi rồi tí mở ra thôi đấy. Đang chuẩn bị đây con diều này. Diều này tự làm nhá. Ông sáo vip không? Sáo nhìn thấy lên căng rồi đấy. 4 con nhá. Con này 3m là tự may này. Đấy con vừa đấy, ống sáo quấn lên. Không có sơn. Quấn nó mồi vô. Rồi đây đáp sao đổi hướng này. Đó, 2 con. Đúng rồi, hôm sau là đổi hướng bên này. Con này 3m2 đang ráp đấy. Đấy gió chân có rồi đấy. Ông ấy đem 2 con ra luôn à? Hả? 2 con. Có nhỏ này đây rồi. Nay chơi 2 con luôn, máu ạ. Đem 2 con chơi con thôi. Nhỏ mà chơi này. Giống trình nó chơi 2 con luôn á. Đây đâu mà chơi. Chơi chung một giây. Mỗi đầu mỗi một con.
trời đang chuẩn bị ráp nha. Bây giờ của chúng ta chiều nay có 4 con rồi, 5 con rồi. Mới có bây giờ là 5 giờ 15 rồi. Một tí xíu nữa anh em đang kéo ra thêm á. Đây, đang ráp rồi đây. Đang cổ đi leo. Rồi, đang ráp thêm con này 4m04. Rồi đang ráp đây. Bác con diều ra cho nó ai chứ. Rồi xin chào các bạn. Bắt đầu mình cho bay cái con này 3m2 nhá. Rồi cho ra bay con đầu tiên. Con này lên cất cánh. Bay coi thế nào nhá. Bắt đầu chuẩn bị cho lên con này nha. Bắt đầu mình rồi chuẩn bị cho bay con này nhá. Con này hello mọi người nhá. Đây đó, đang đi ra xa xa rồi chuẩn bị cho cất cánh nhá. Đi cho em này cất cánh đây. 1, 2, 3 lên. Đó lên nó rất cong nha, có 3m2 thôi lên rất cong. Khu này khu kênh Tam Lương này đang đóng cọc này cho nên nó hơi ồn một tí xíu nha các bạn nhá. Các bạn nhìn thấy xe đang đóng cọc để mai mốt làm cái cân này như cân Như Lộc Thị Nghè này. Đó, cân này cân Như Lộc Thị Nghè. Ở bên khu vực đó là đang nóng ở khu vực bên Tân Phú nha. Còn khu vực bên này là khu vực của quận 12 này. Đó. Bắt đầu mình lên trên cái cầu giáp ba quận, quận 12, quận Bình Tân và quận Tân Phú nha. Rồi đang xả dây đây. Đó, con diều của chúng ta đó, 3m2 đang bay trên mới bơm khoảng được 200 thôi, 150. 150. Lên cũng hơi căng căng phết rồi đây. Đó, mấy cái xe này đang đóng cử chàm và đang đóng bê tông cho nên hơi ồn tí xíu. Đó, hai xe. Hai con trên bầu trời ta đang có hai con nhiều rồi. Đây một con và đây một con này, hai con này. Cà phê là bé tí con à. Gió ở dưới không có mấy mà gió trên cao nhiều phết ạ. Đang bơm này. Chúng ta lên trên cầu xem đang ráp thêm mấy con diều nữa nha. Đó đây trên cầu chúng ta đang ráp thêm 3 con nữa đây. 1, 2, 3 này. Ở dưới kia đang con đang 2 con, 3 con. Có không? Nó đẹp thế mà không lên đi. Rồi đây, chuẩn bị thêm con này con thứ hai nhá. Đang lên tiếp tục siêu phẩm. Siêu phẩm tự tay làm 3 mét. Đó, đang đi đấy, đang đi hơi xa một tí xíu cho lên được nhá. Rồi, công tác chuẩn bị sơ dây lèo cái là cho lên nhá. Này diều tự làm tự máy luôn. Rồi lên. Các bạn thấy cuốn cong không? Cái này 6 cong nhá, 2 6 cong cái này nó cũng không có được to mấy. Rồi lên rồi đó. Đang bơm nhá, đang xả thì thả dây nhá. Chuẩn bị đăng cho xuống thêm con nữa nha các bạn nhé.
mở đăng chuẩn bị cho xuống thêm con nữa. Rồi chuẩn bị công tác nhá, 1, 2, 3 lên. Rất đẹp, cái một lên luôn. Gió ở dưới không có bao nhiêu mà gió trên thì tương đối mặn, gió trên tương đối mặn. Rồi trên bầu trời chúng ta hiện tại giờ là 4 con rồi nhá. Rồi đây, lên được tới đây rồi. Gió rất êm. Rồi chúng ta đây đang còn một cái con diều nhỏ nhỏ đây nữa. Con diều này gọi là diều cỏ. Cỏ. Cái diều gì? Biết không? Dạ, cái con này như cống quả pin như thế đó, nặng 4 lượng rồi. Ờ, cống quả pin không hết, ký mấy pin nữa. 605 lạng rồi. 605 lạng à? 605 lạng, 6 nhôm. 6 nhôm 5 lạng à? Nhôm. À, còi hay là cái gì đấy? Chuông. Chuông à? Hôi lắm, bởi nó hôi trong khẩu trang đó. Rồi, để xíu. Rồi. Công tác chuẩn bị là xong rồi đó. Lên tiếp con này lại, chạy lại. Tắm ngày 3 ngày không hết mùi. Đồng ghé nhiều nó không. Rồi xuống. Quá đẹp. Ở đây chúng ta đang có 2 con nha. Chuẩn bị cho lên. Mình đứng xa xa mình quay đây. Chạy. Rồi chuẩn bị cho lên con này nha. Bắt đầu chạy là 1, 2, 3. Đang lên đó. Ô lên rồi đó. Mạnh đâu? Mạnh vô, xả thêm dây đó. Xả nhiều dây đó. Xả thêm dây đây. Đấy, nó kéo ra. Bây giờ là chạy qua một phát nào, qua bên quận Bình Tân nha. 2 quận. Rồi đang chạy đây, đang kéo đây. Đang kéo nhiều, đang xả nhiều đây, đang xả dây đây. Hai con nhiều chúng ta đang cột đây. Đang giật, không lên nổi à? Sóng. Hả? Sóng. Đấy đang chăn nhiều đây. Đang chăn diều như chăn bò, chăn trâu luôn. Đấy. Mệt lắm. Hơn chăn bò ngày xưa. Bò không ăn cỏ thì bò ngu, mà người không ăn cỏ thì người... Đấy. Đi đậu chứ. Mẹ đi nắn giặc. Mẹ đường lằn, đường ngon nó không đi. Cá không ăn muối thì cá ươn, mà con cãi cha mẹ chăm đường con ngoan. Ủa? Lời bị khí là sao nặng. Đang phụ. Sao dám không ạ? Đồ ngon đây nữa, nó xuống rồi đây. Tập nặng lên rồi đâu. Nó không. Để từ từ chăn tí xíu lên nào. Con này nó đang gần lơ lửng ở Trường Xuân. Nặng sao đâu. Đang nhau qua nhau lại đấy. Đấy, đang nhau đây. Đang nhau qua nhau lại đây. Gió chân nó không có bao nhiêu nên nó ít gió chân quá. Ở đằng nhau. Rồi đang xuống đây. Lên không được, lên không được, gió yếu quá. Rồi xong, ok. Rồi chuẩn bị đâm lại con này nhá. Đi xa xa một tí. Bò con cỏ chính luôn, bò bố chứ kem đấy à. Công hay ống lên được à? Rồi chuẩn bị đâm lại, lên lại nhá. Rồi đang chuẩn bị thêm ráp thêm con này đây.
con này bố khoảng 4 mét, hơn 4 mét, con này hơn 4 mét ở dạng đuôi của nó đấy. Rồi chuẩn bị chạy con diều này nha, phải chạy 2 nhịp nhé, 2 nhịp. Rồi chạy tiếp 1 nhịp nữa, 2 nhịp. Chạy. Rồi chuẩn bị ráp thêm một con diều này nữa. Ừ, má, bên kia con diều lên quá trời ông thầy. Hai diều. Rồi chuẩn bị chạy tiếp, tiếp theo con này nha. Chạy. Cho nước này. Chạy, cố lên, mày lên, đuôi rồi, con rồi. Bò không ăn cỏ bò ngu. Rồi đang ráp thêm con diều này nữa đây. Chuẩn bị ráp xong thôi. Thử cái chiến. Đấy, 6 vàng đấy. Rồi đang ráp con này con gì? Hoa còi à? Hoa còi 16 trái. Hoa còi 16 trái. D bao nhiêu? D62. Lên nhắn có kêu không hay là thành còi luôn? Kêu chứ, này bên này cát lắm. Đây, hoa còi D62. 16 quả. Đang chỉnh gió một thơ. Rồi đang cột chữ A. Các bạn cột chữ A mà. Tất bảo là bò không ăn cỏ bò ngu, không oanh ngu hơn bò. Không thấy lấy bè đường chạy đâu. Chạy. Đứng ở đây chạy không chịu. Có xuống kịch bè kia kìa. Nhưng mà bè chạy lên một đường này cái là ra dây. Bắn bắn 2 đường. Thì bảo vậy. Không nghe thì bè đứng ngay kia đâm chạy đây cái là hết bè đường rồi. Rồi xong công tác chuẩn bị của chúng ta. Các anh đang hợp tác. Chơi lên con này. Cũng quá xuống chỗ này kìa đi lên chỗ này. Xuống đây à. Đi rồi. Này. Vấn đề là đi xuống bên dưới. Đi lên đây là tao đi hết đứng ở đây. Không lên đây đó. Đi rồi đâm ở đây hả? Đi xuống cái này nói anh nghe. Đi à. Đây chạy đâu? Đã đốt đây lời này. Nó lên đấy tôi chưa được cắt được. Rồi chuẩn bị lên con này nhá. Hoa coi nhá. Vấn đề là nhưng mà vấn đề đi nó đi xuống ở trong kia kìa. Chuyền mất rồi kìa. Nó đi ở trong đấy rồi. Rồi, chuẩn bị lên con này. Rồi, chuẩn bị lên con này nhá. Lên. Lên. Hoa coi, tuyệt vời luôn. Xả dây. Quá đẹp. Rồi, trên bầu trời của chúng ta đang có 4 con thôi đang bay, không có gió mấy cho nên nó im ru. Con này đang giật rồi đang kéo dây đây, dây nó bị đứt xuống cân đi câu cá, giờ đi câu cá. Chiều nay cũng không có được gió cho mặn cho mấy đây, nhiều im ru Thôi, các bạn nào thấy hay các bạn cho mình một like, một chia sẻ. Các bạn chưa đăng ký kênh thì các bạn nhớ đăng ký kênh để đón theo những video sau của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Cầu xuống đây cả mấy trăm mét các bạn ạ.